Hi, xin chào cả nhà nha. Hôm nay em lại tiếp tục đi săn bắt con ruồi nè nha cả nhà. Ngày mới em xin chúc cả nhà làm ăn luôn luôn thành công trong mọi lĩnh vực nha. Em cũng mới vừa ra tới rừng này nha cả nhà. Giờ em đi vòng vòng cục tràm sau lưng em nè nha. Chúc có ông em quay cho cả nhà cùng xem nha. Cả nhà xem clip thấy hay thì cho em xin một lượt like, một lượt đăng ký để em có thêm động lực làm video tiếp theo nha. Rồi giờ cùng em đi thôi nha cả nhà. Chúc gặp ông em quay cho cả nhà cùng xem nha. Nhưng cái chàm nó ngổ rồi nha cả nhà. Con đầu tiên của em á nha, cũng nhỏ rồi nha. Vừa mới đóng rồi nha, mới tượng đó nè. Có một mặt rồi thôi em cũng cắt luôn nha cả nhà. Chứ ở khu vực này người ta đi cũng nhiều lắm nha cả nhà. Mặt này nha cả nhà. Mặt cũng khá ok nha cả nhà. Nhiễm rất gì ấm đi con quay cho cả nhà xem nha. Ổ đầu tiên của em nha. Trên cái chàm đó có ổ nha cả nhà. Để em lại em bắt quay cho cả nhà cùng xem nha. Trọng đại nha. Khá là ok nha cả nhà. Nó cắn mày thì đã quá cả nhà.
À, giờ em ráp giùm đi, có em quay cho cả nhà cùng xem tiếp nha. Cái chạm này ổn rồi nha cả nhà. Nó đóng cái chạm chống lốc rồi nha. Nếu xem bắt quay cho cả nhà cùng xem nha. Nhỏ thôi nha. Trầu dấu cục mặt kìa, quá đã luôn cả nhà ơi. Gặp gỡ quay cho cả nhà xem tiếp nha. Trên con tràm này ngõ nhỏ nữa nha cả nhà. Đem leo lên bắt quay cho cả nhà xem luôn nha. Sáng giờ xong gặp con nhỏ luôn nha cả nhà. Mặt quá ok luôn nha cả nhà. Nó mặt đẹp lắm nha cả nhà. Mặt quá khá ok nha cả nhà. Em ráp vô vỏ em đi, có em quay cho cả nhà cùng xem tiếp nha. Trên cái tràm này ngõ nhỏ nữa nha cả nhà. Để em níu xuống em bắt quay cho cả nhà cùng xem nha. Ngõ nhỏ không nha. À, hãy chúc gặp thử quay cho cả nhà cùng xem tiếp nha. Trên con tràm này cũng ổn rồi nha cả nhà. Để em níu xuống bắt quay cho cả nhà cùng xem nha. Con trồng đại nha. Nó không có ổ lớn nha cả nhà. Sáng giờ em đi xong mà không có gặp được ổ lớn nào nha. Phải có cắt, có mặt cắt rồi là được rồi nha cả nhà. Có nhiều người tháng này chứ không có mặt để cắt luôn á.
đây nha cả nhà. Okay. Rồi, rất nhiều giỏm đi, có quay cho cả nhà xem tiếp nha. Con tràm này có ổ này nha cả nhà. Để em lên bắt quay cho cả nhà cùng xem nha. Ổ cũng rộng đại nha. Sáng giờ mới gặp được ổ lớn nha cả nhà. Nó xị nhiều kiến dữ ta, kiến xuống đất luôn con. Đang có mà cũng cắn rồi đó, đĩ vào á. Bà con con miếng nha mà con cắn luôn đó em. Trộm được thì nói gì, cắt rớt luôn á. Đi cũng mất luôn á. Con này gửi không? Thịt đuối ạ. Bốn luôn trời. Rất giỏi. Chàm đang ổ nữa nha cả nhà. Mình đang níu xuống bắt này nha cả nhà. Mặt đường anh. Ý xà căng ống. Ừ được rồi. Má đã luôn nha con. Quá ok. Để làm tấm ảnh cái xác xác nha. Hay chút nữa gặp nó quay cho cả nhà xem tiếp nha.
lùm trà hâu này ổn nữa nha cả nhà. Để em bắt quay cho cả nhà xem nha, ổ con nhỏ rồi nha. Quá đắng nha cả nhà. Ok. Anh chúc gặp nữa em quay cho cả nhà cùng xem tiếp nha. Làm nó ngủ nữa nha cả nhà. Mức ngon. Đi chơi ngoài đường nó ở đâu kịp. Có cũng mất rồi dứt luôn ấy. Mất này nha cả nhà. Qua lại. Hay gặp nữa quay cho cả nhà cùng xem tiếp nha. Trong lùm mực này ổ nữa nha cả nhà. Em vô bắt nuôi cho cả nhà xem luôn nha. Ổ cũng nhỏ rồi nha. Ổ cũng mất cũng nù lắm nha cả nhà. Quá đã luôn cả nhà. Rồi, gặp nó quay cho cả nhà cùng xem tiếp nha. Em về tới nhà nha cả nhà. Này em đi chắc được con lít đó nha. Được. Chim đồ, nay chim mặc gì này coi. Đi lấy chim bà bán mặc ông coi. Cướp ngọt ông mua hàng hai ngọt ông để vậy đó. Rồi, em xin kết thúc clip đi luôn nha cả nhà. Rồi, cả nhà xem clip thấy hay thì cho em xin một lượt like, một lượt đăng ký để em có thêm động lực làm video tiếp theo nha. Rồi chào tạm biệt cả nhà nha.